Rồi, 1, 2, 3, chụp. Ok. Đâu? Ta xem coi. Thành quả của ba nè. Đâu? Hả? Sao không có thấy cái mặt của ba? Tại vì Tinh chụp cái mặt mà. Chụp cho ngầu mà không thấy cái mặt. Tinh đùa với ba hả? Chụp lại đi con. Chụp lại nha. Ừ. Đây. Thành màu vàng à. Cho ngầu lên đây. Ngầu lên. Khoanh tay như hồi nãy rồi. Rồi, cái mặt giận dữ lên coi. Coi thành quả của ba cũng như hồi nãy vậy. Nào ba xem coi. Ủa giận dữ gì mà sao thấy vui dữ vậy? Thì ba thấy vui. Nhìn này giận dữ dữ chưa? Tại lúc phanh tay là không thấy cái mặt thì kỳ á. Ê, cái này có cái mặt. Ờ, cái này có mặt nhưng mà không có phanh tay. Còn cái này là có cái mờ nhưng mà cái mền á. Cũng mờ mà là cái mền á. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tim. Tim chu dữ à. Tim chu văn mỏ dữ à. Ủa tin bây giờ, ủa tin đứng ở đây tin làm gì? Giữa đây nè, đã vậy. Mà tên tự chụp hình. Tìm bựa quá. Trời ơi. Vẫn súng răng như ngày nào. Súng răng dữ chưa. Súng răng dữ quá. Thôi mình đi đánh răng coi. Một chung. Ok. Xem hết thành đi. Ok. Ok được rồi. Ok. Cho Tiên coi một xíu thêm đây. Ok. Có quậy Tiên không bà? Ok. Vậy là ba quậy dữ chưa? Quậy rồi. Quậy bằng cách nãy giờ im lặng á hả?